Thưa các bạn, thơ không phải là mây gió, trăng sao, mà phải thực hiện cuộc sống. Nhà thơ Hà Hải Anh đã tổng kết lại những bức xúc, nỗi lo và mong muốn của bao người, của tất cả chúng ta sau sự việc tập trung đông người đi Trung Thu đêm qua tại phố cổ Hà Nội. Người trình bày, nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hùng, mời quý vị và các bạn lắng nghe để rút kinh nghiệm. Bài thơ Nỗi lo hậu Trung Thu, tác giả Hà Hải Anh. Biên tập video, ông già nhà quê Trịnh Ngọc Dung. Yên ổn mấy hôm giãn cách, cộng đồng đâu đã sạch ép không, vaccine cũng phủ chưa xong, tung tăng kiểu ấy cho lòng người. Gương tầy liếc bao lò thiêu xác, tang thương sầu ngơ ngác còn kia, cùng ý thức cùng sẻ chia, mới mong giảm dịch xuân về yên. Quyết định phải xa xôi một chút, tình huống nào sau phút tự do, dỡ rào phong tỏa cần lo, lại thêm truyền thông khó dò hành vi. Người dân nên nghĩ suy tỉnh táo, một phút vui đi dạo đêm trăng, tự gây thêm biển khó khăn, chính quyền lực lượng cũng bằng công toi. Lại nơm nớp sống đời lo sợ, ép không tăng kéo nợ tử vong, sức người sức của đi tông, cứ đà này mãi còn mong nỗi gì. Rồi ngồi trách trường kỳ ai oan, trách chính quyền sang chan trách đời, nghĩ xem tự trách mình thôi, mỗi người một chút mấy lời sẽ chia. Mong ngày vui vẻ về thu đẹp, người dân cùng đoàn kết chính quyền, mong cho Hà Nội bình yên, sống chung cùng dịch muộn phiền lùi xa. Năm T với năm K cùng nhớ, trong lúc còn giang dở vắc xin, ngày mai đang đến nghe em, xuân này đất nước mọi miền
trông